Vợ tao nó ngoại tình. Cái gì? Ngoại tình hả? Im. Anh có muốn em đi theo dõi cùng không? Cái đồ khốn nạn này. Đứng lại mày. Chạy đâu? Tha cho em đi. Dễ vậy. Thực ra với một cái người mà có cuộc sống hôn nhân đủ hạnh phúc và đủ lành mạnh, họ cũng không sẵn sàng lắm việc đi quánh ghen giùm đâu. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Bốn Phương Kỳ Cục Án. Thưa quý vị, với mỗi chương trình Bốn Phương Kỳ Cục Án, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi những câu chuyện, những vụ án được phục dựng lại và bên cạnh đó là gặp gỡ những chuyên gia trong những lĩnh vực hàng đầu của họ. Và bây giờ, Đình Toàn mời quý vị cùng gặp gỡ chuyên gia tâm lý Tonya. Xin chào anh Đình Toàn và xin chào quý vị khán giả. Và ngày hôm nay thì chúng ta có rất nhiều vấn đề để nói, đặc biệt là Toàn nghĩ là vấn đề mà khán giả rất quan tâm với chị em phụ nữ nữa. Wow, thật ra phụ nữ quan tâm nhiều vấn đề lắm nha anh. Nhưng đây sẽ là một cái vấn đề mà mọi người, mình hay dùng từ sếp, bật lên khỏi ghế. Vậy thì em cũng đang rất là chờ đợi. Mời tôi nha và mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi. Làm gì xe em vậy? Anh lau xe. Xe mới rửa mà. Tại anh thấy trong cốp nó dơ quá nè. Vậy thôi em đi công việc xíu em về nha. Em đi đâu vậy? Để anh chở em đi. Thôi, chuyện đàn bà con gái anh đi theo chi, kỳ lắm. Em đi xíu em về liền à, nhàn lan sát bên mà. Mà sáng giờ anh quên. Anh sắp phải đi công tác rồi. Đi công tác? Ừ, ngày mai anh đi. Sao anh không báo em sớm? Tại sếp báo anh gấp quá. Vậy anh đi mấy ngày? Chậm thì anh đi 5 ngày. Còn nhanh hơn thì có thể là 3 ngày, 4 ngày, không chừng. Trời ơi, chồng em đi lâu quá à. Thôi, để em tranh thủ em đi công việc rồi em về xếp đồ cho anh nha. Đi về sớm. Ngày mai đi lâu lắm đó. Yeah. Quỷ gì à? Vậy thôi, em tranh thủ em đi nha. Để tôi coi. Có phải là đi qua nhà con Lan thiệt hay không? Alo Học hả? Vợ tao nó ngoại tình. Cái gì? Ngoại tình hả? Im! Nói cho cái Lan này biết à? Tao nói là tao chỉ nghi thôi. Chưa có bằng chứng mà. Yeah. Rồi sao nữa anh? Mấy ngày hôm nay á, tao đi theo dõi mà không có bắt gặp. Vậy anh có muốn em đi theo dõi cùng không? Khỏi cần. Tao gắn con chip trong cốp xe đó rồi. Quá anh ơi, đúng là đại ca của em. Vô. Ủa vậy anh cần em giúp gì? Tao nói với vợ tao, mấy ngày nữa tao đi công tác. Trong khoảng thời gian này, tao với mày theo nó, thấy thằng nào mà đi cặp kè chung với nó, mày nó ngay cho tao. Ok anh.
anh. Nó đang đi nè. Ê, hình như là đang gần tới mình rồi nè. Hình như còn nước nữa đúng không? Đi đi. Chưa. Khóa cửa chưa? Khóa rồi. Ý, đi tắm đi đã. Tắm cái gì mà tắm? Thôi quá, đi tắm đi. Không tắm thì hả? Không cần tắm. Cái lũ khốn nạn này. Anh ơi, em sai rồi. Em lỡ à, không phải lỡ à, nó dụ em mày là hả? Thứ là mày chạy đâu, tha cho em đi. Dễ vậy đi mày. Đánh ghen luôn luôn là một từ khóa nếu chúng ta sợt mạng. Nó sẽ ra rất là nhiều và thậm chí là đôi khi người ta có những người họ thích xem. Và đây đúng là đây là một cái chủ đề mà nó sẽ được gọi là nhìn từ rất nhiều góc nhìn khác nhau. Và từ đó nó sẽ nảy sinh cũng có rất nhiều quan điểm khác nhau về cái chuyện này. Và thậm chí là người ta còn trẻ nhỏ nó ra. Và ví dụ như trong câu chuyện ngày hôm nay thì nó cũng là một trong những cái dạng mà trẻ nhỏ khi được bàn tới, đó là đàn ông quánh ghen thì sao, mà phụ nữ quánh ghen thì như thế nào, già đánh ghen sao, rồi trẻ đánh ghen sao. Nói chung nó cũng phong phú cực kỳ anh Tài. Thực ra Tài thấy đối với những người đàn ông đánh ghen á thì mình thấy đôi khi nó được nhẹ nhàng hơn một chút. No. Ở đây không. Ở đây không phải, ý anh Tài nói là cái xử lý á, giống như người phụ nữ mình sẽ thấy thường rất nhiều là họ nhào vào và túm đầu túm tóc lột đồ hay là các loại, nhưng đôi khi đàn ông thì họ sẽ không làm cái điều đó, nhưng cái nhưng hậu quả luôn nghiêm trọng. Dạ đúng đó, nhưng kết quả lại là một kết quả rất nghiêm trọng. Đúng rồi, thực ra nó cũng sẽ có một chút gọi là phiến diện nếu như mà chúng ta phân chia theo đặc thù về giới tính. Nhưng rõ ràng là nó cũng có những cái điểm chung theo giới khi mà chúng ta hành xử lúc mà mình ghen. Đúng là phụ nữ sẽ có những cái đòn ghen rất là đặc trưng. Và nam giới thì cũng sẽ có những đòn ghen rất là đặc trưng. Và cái kết quả nó cũng
có sự khác nhau ở hai giới, bởi vì nó đi từ cái động cơ ngay từ đầu là đánh ghen để làm gì. Dạ đó. Thực ra nam giới họ đánh ghen thì họ đã nghĩ đến những cái giải pháp rất là cụ thể và rất là quyết đoán về cái cuộc quan hệ đó, về cái mối quan hệ, về cái cuộc hôn nhân của mình rồi. Nhưng mà phụ nữ thì đôi khi là cái yếu tố cảm xúc của nó vẫn rất là mạnh mẽ cho cái việc họ thỏa một cái trận đòn ghen. Cho nên là đánh 8 lần nhưng vẫn ở chung, không có ly hôn là có. Vậy thì tại sao người ta đánh ghen? Tại người ta yêu. Thực ra nếu như mà xét ở góc độ tâm lý á, thì dạ, ghen nó được coi là một cái cơ chế tâm lý thú vị và cần thiết. Thực ra nếu như anh nói là anh yêu một ai đó mà anh không ghen tuông gì hết thì nó, dạ đúng, nó không đủ sức mạnh. Có yêu mới có ghen, đúng không? Dạ. Nhưng ghen á, nó sẽ mức độ khác nhau. Nó liên quan đến dân trí. Dạ. Nói thì các chị hờn nhưng mà thực ra nó có liên quan đến dân trí. Nhưng dân trí không phải là cái duy nhất. Cái thứ hai nó liên quan đến cái nết na của từng người. Có nghĩa là cũng có nhiều người dân trí rất cao nha anh. Dạ. Nhưng mà đến cơn ghen rồi thì nó cũng tới nóc. Dạ đúng. Nó liên quan đến cái định chuẩn giá trị mà cái người đó đã được nhận trong cái quá trình nuôi dưỡng từ bé cho đến lớn. Người ta coi cái gì là quan trọng. Và đặc biệt là nó liên quan đến cái sự tự tin về chính bản thân của họ. Cái người mà họ có sự tự tin rất lớn vào bản thân mình, có sự tôn trọng đủ lớn dành cho bản thân mình, họ sẽ có những cái đòn ghen, dùng từ văn minh thì nghe nó cũng hơi ngượng ngạo, nhưng mà rõ ràng là nó có văn minh hơn. Nó cũng ít để lại hậu quả về mặt pháp luật, thậm chí là đạo đức nữa. Còn ngược lại thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái tình huống rất là đau lòng. Nhưng ở đây khi mà Tô Nha nói tới cái việc là đối với những người họ tự tin về bản thân mình, thì Đình Tài lại nghĩ là đôi khi họ đánh ghen thì cái mức độ nó sẽ tàn độc hơn, bởi vì họ cảm thấy mình bị tổn thương nhiều hơn. Có. Bởi vì tôi đã như vậy, tôi ở cấp độ này, tôi xinh đẹp vậy, tại sao tôi bị phản bội, thì họ cái sự trả thù nó sẽ dễ sợ hơn. Chính xác, và đó là lý do mà tại sao khi nói đến chuyện ghen á, là chúng ta sẽ làm cả một cái sitcom mà em nghĩ là mấy ngàn tập không hết chuyện. Bởi vì cũng là những cái thông số đó, nhưng mà cái biểu hiện của một cái đòn ghen á, nó cũng vô cùng khác nhau trên từng đối tượng. Và nó cũng sẽ có những cái diễn biến rất là khác nhau. Và ở đây á, chúng ta thấy ở trong câu chuyện này là hai người đàn ông đi đánh ghen cùng nhau. Và trong cái câu chuyện ngoài thực tế thì người chồng bị kết án là 20 năm tù. Và người bạn đi theo bị kết án 8 năm tù cho những cái hành vi mình xảy ra. Nhưng chúng ta thấy ở đây là hai người đàn ông, nhưng ở ngoài thì anh Toàn thấy là rất nhiều những người phụ nữ gọi là đi đánh ghen phụ. Đúng rồi anh, mà gọi là rất tự nguyện nữa nha. Dạ, và có khi máu lửa hơn nhân vật chính. Tiền hô hậu ổn luôn. Dạ. Vô đánh mà người ta không biết được cuối cùng là người nào là người vợ đó, trong cái trận ghen đó. Điều này nó có nhiều lý do lắm. Một đó là thường phụ nữ hay liên kết với nhau cho những cái tình huống mà họ nghĩ rằng là họ phải ra tay trượng nghĩa. Cái thứ hai là tự nhiên họ có sự đồng cảm, tức là họ nhân danh sự đồng cảm này, họ cho rằng đây là lúc mà người phụ nữ này cần được giúp đỡ. Và cái thứ ba đó là người ta phóng chiếu cái nỗi đau của họ đó vào trong câu chuyện của người khác. Thực ra với một cái người mà có cuộc sống hôn nhân đủ hạnh phúc và đủ lành mạnh, họ cũng không sẵn sàng lắm với việc đi quánh ghen giùm đâu. Nếu như có một cái cuộc thống kê và nghiên cứu, em nghĩ đây là một đề tài thú vị, đó là chúng ta hãy nghiên cứu về động cơ đi đánh ghen giùm đi. Bạn sẽ nhận thấy có khá nhiều một cái tỷ lệ nó nằm ở chỗ là bởi vì cái cuộc hôn nhân của tôi nó đang rất là bi kịch. Nhưng tôi không thể đi quánh ghen, tôi chưa tìm ra được bằng chứng, chồng tôi không cho tôi đi quánh ghen, nên bây giờ ai đó mà cần là tôi ra tay liền để tôi trút cái gọi là cái tâm tư của mình, cơ chế phóng chiếu câu chuyện của mình lên trên một cái sự kiện của người khác. Nhưng mà hoặc là gì nè, mình đi đánh trước đi để mốt tới mình nó đỡ bỡ ngỡ. Cũng có thể, nghĩa là có nhiều người họ cho rằng đó là một trận tập dượt ha. Tuy nhiên thì nói gì thì nói, ở đây mình sẽ không nói rằng là chúng ta sẽ làm được chuyện này một cách dễ dàng. Nhưng từ cái câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng là dù bạn đánh ghen ở mức độ nào đi chăng nữa, thực tế thì cái vấn đề cốt lõi nó không được giải quyết bằng những trận đòn ghen. Mà nó sẽ được trả giá bằng pháp luật, bằng đạo đức, bằng rất nhiều những cái tổn thương khác. Bởi vì cái chuyện cốt lõi nhất của một mối quan hệ là gì? Là bạn phải gia cố cái sức nặng ở bên trong mối quan hệ đó, tức là nội tình của bạn phải ổn. Bây giờ bạn đi dọn dẹp ở bên ngoài nhưng mà nội tình của bạn không ổn, thì những cái trận đòn ghen đó nó chỉ làm cho cái mối quan hệ của bạn nó chỉ nên xô lệch, mỗi ngày nó càng yếu đi mà thôi. Và dĩ nhiên chúng tôi hiểu rằng là về cơ chế tâm lý để làm được điều này nó không hề đơn giản. Nhưng vì nó không hề đơn giản nên khi mình làm được mình mới đáng tự hào. Và thật ra chúng ta dùng từ đáng tự hào ở trong ngoặc kép quý vị, chứ thật ra đối với những cái việc mà chúng ta hành xử như thế thì không việc gì gọi là đáng tự hào cả. Và rõ ràng đó là cái hành động mà tất cả mọi người cũng sẽ không ủng hộ bạn.
Cảm ơn tiến sĩ Tô Nha đã đến với chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho Bốn Phương Kỳ Cục Án ngày hôm nay kết thúc. Một lần nữa, Đình Toàn và tiến sĩ tâm lý Tô Nha xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em bị về ta. Anh đã gia hạn cho em rồi thì em phải có gì đền đáp anh chứ. Ô thế nào? Ô thế nào?